Ngân. À, dạo gần đây do áp lực công việc và học tập nên là mình thường xuyên cảm thấy là bị mất ngủ. À, vô tình mình lướt Facebook thì biết được ở The Master có liệu trình phục hồi sức khỏe và tăng cường sức đề kháng. Thì hôm nay mình tới đây để trải nghiệm thử liệu trình này. Liệu pháp massage tinh dầu có tác dụng thư giãn và phục hồi các cơ, điều trị hiệu quả tình trạng đau nhức kinh niên, đau lưng, đau cổ vai gáy, giảm cảm giác mệt mỏi, cải thiện tình trạng căng thẳng dẫn đến trầm cảm, hỗ trợ quá trình phục hồi vết thương. Sử dụng các sản phẩm của Skinlinic giúp cung cấp độ ẩm cho da, giúp da căng mọng, mịn màng, đàn hồi, săn chắc, bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời. Công nghệ giường ánh sáng sử dụng năng lượng ánh sáng đỏ, tác động tích cực đến năng lượng tế bào, hệ thần kinh trung ương, quá trình trao đổi chất, tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ quá trình phục hồi vết thương. Sau khi trải nghiệm xong liệu trình thì bây giờ Ngân cảm thấy trong người tràn đầy năng lượng, đầu óc và tinh thần rất là thoải mái. Cảm ơn Damaster.